Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tự học Tarot cùng Thu Anh. Và mình là Thu Anh, mình ở đây để đem đến cho bạn những bài giảng ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu nhất về Tarot. Trước khi vào với bài giảng ngày hôm nay, các bạn đừng quên có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình qua fanpage Tự học Tarot cùng Thu Anh, đặt lịch xem lá số chiêm tinh qua fanpage Chiêm tinh cổ học, hoặc là đặt mua bài Tarot, có bài Tarot, bài Oracle, trừ Lenormand ra thôi, và hoặc là đặt mua các sản phẩm đá phong thủy Thạch Anh như này với mình qua fanpage tiệm phong thủy của Thu Anh. Tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Và trong tháng 12 và tháng 1 năm 2022 thì mình sẽ triển khai gói vận hạn của năm 2022. Gói này thì mình sử dụng kiến thức của mình về cả bói bài phong thủy lẫn chiêm tinh để phân tích và diễn giải vận hạn từng tháng cho các bạn. Các bạn có thể tìm hiểu về thông tin gói bằng cách liên lạc với mình qua 1.3 fanpage nhé. Ok, bây giờ chúng mình đến với bài giảng ngày hôm nay thôi. Hello các bạn, chúng mình lại quay lại với bài giảng, tiếp tục về dự đoán năm của một bạn Quirin. Rồi, ok, không biết là các bạn về nhà đã làm bài tập về nhà chưa? Rồi, ok, chúng mình tiếp tục với bài giảng nhé. Hôm nay thì chúng mình sẽ đến với phân tích diễn giải chi tiết tháng 5, 6, 7, 8 bắt đầu từ lá 6 gậy. Rồi trước khi vào với bài giảng ngày hôm nay, mình có nhắc lại, mình sẽ nhắc lại một chút về các tháng trước của bạn này. Rồi, đầu tiên là năm của bạn Quirin có những điểm gì cần, điểm gì lớn cần chú ý. Năm nay là một năm mà tương đối yên bình, không có quá nhiều sự kiện khiến cho bạn ý trầm cảm. Đấy, không có quá nhiều sự kiện quá đau đớn, được chưa? Rồi, bởi vì năm nay có mỗi tháng 1 là có lá ẩn chính, còn toàn bộ còn lại là lá ẩn phụ. Đấy, và ẩn phụ thì các sự kiện của ẩn phụ không có lớn, không có kinh khủng, nhưng cũng không có thành công vang dội giống như bộ ẩn chính. Đấy, cái thứ hai đấy là nửa cuối năm thì sẽ thành công mỹ mãn hơn là nửa đầu năm. Và các sự kiện tiêu cực không quá đau đớn, không quá dằn vặt đối với Quirin. Và bạn này trong tháng 1, buổi trước mình đã phân tích rồi, tháng 1 có một sự kiện nào đó khiến cho bạn ấy thay đổi suy nghĩ. Và bởi vì thay đổi tư tưởng sống, thay đổi quan điểm tư duy mà bạn ý rời bỏ, bạn ý buông bỏ, bạn ý đi ra khỏi vùng an toàn của bạn ý. Nhưng mà cái thời điểm mới ra khỏi vùng an toàn thì cũng có một số, mình không gọi là biến cố hay tai nạn, mình gọi là bất tiện. Bất tiện ở đây có thể là về cả về mặt tình cảm lẫn tiền bạc, tài chính trong 2 tháng 3 và tháng 4. Cái bất tiện ở đây là có thể là bởi vì đó là hệ quả của việc bạn ấy buông bỏ, bạn ấy từ bỏ, bạn ấy ra khỏi vùng an toàn, mà bây giờ bạn cảm thấy hơi cô đơn, cô độc một chút, không ai đi cùng bạn ấy trên cái hành trình mới. Đấy, cái tiếp theo là vì bạn ấy ra khỏi vùng an toàn nên là tiền bạc hơi phải chắt chiu một tí, không đến mức là nghèo, không đến mức là không có tiền tiêu. Có thể bạn ấy từ bỏ là bạn ấy đã có một khoản tiết kiệm rồi, nhưng mà bây giờ không có thêm nhiều tiền vào nên là thành ra phải tiết kiệm hơn, trước giờ ăn tiêu xả láng như bây giờ phải chắt chiu. Nó, bạn vẫn phải nhớ cho mình cái phim, cái chủ đề chung, cái năng lượng chung là bạn này không gặp biến cố lớn. Nên mặc dù bạn ấy rời khỏi vùng an toàn, bạn ấy chia tay người yêu 8 năm, bạn ấy bỏ công việc văn phòng lương cao, đối với bạn ý mà nói không phải thứ gì quá kinh khủng. Chia tay người yêu 8 năm nhưng không buồn, không khóc nhiều đến thế. Vì sao? Vì bạn này không còn yêu người này nhiều nữa. Đấy, và vì bạn ấy tự chủ động buông bỏ người ta. Và bạn rời khỏi công việc thì họ chỉ tốn tiền thôi. À, chỉ thiếu tiền hơi, không thiếu thì không đúng, hơi túng một chút thôi, nhưng vì vẫn có khoản tiết kiệm rồi nên là gọi là, mình gọi là cái sự bất tiện. Bất tiện ở đây là đang từ lúc nào có người yêu, có người kè kè, có người nhắn tin, đùng một phát lại không có ai, và có thể mọi người xung quanh sẽ hỏi ơ sao mày lại làm thế, sao mày lại thế này thế kia. Về mặt cảm xúc thì hơi rối loạn một chút, về mặt tài chính thì hơi thiếu một chút. Đấy, nhưng không đến mức
không đến mức gì nhỉ, không đến mức trầm cảm. Ừ, không đến mức trầm cảm, không đến mức sụp đổ. Rồi, tiếp theo sang đến tháng 5, bài giảng của ngày hôm nay với lá sáu gậy thì mình thấy là bạn này rời khỏi vùng an toàn để làm những gì mà bạn ấy muốn, đi trên con đường bạn ấy muốn, đúng không? Và bạn ấy bắt đầu có được một số thành tựu nhỏ. Sáu gậy là thành tựu nhỏ trong tháng 5. Bắt đầu nhìn thấy được, à, quán cà phê của mình có tương lai. Đấy. Quán cà phê của mình bắt đầu có khách. Mình bắt đầu tìm ra được một cái hướng để phát triển dự án riêng của mình rồi. Đấy, thì 6 tháng 5 là một cái tháng mà mang năng lượng khá là tích cực, mặc dù chưa thấy những thành quả lớn. Nhưng những thành tựu bé nó như là một lời khẳng định từ vũ trụ là mày đang đi đúng hướng, mày cứ tiếp tục đi đi. Ok. Mình vẫn hay nói về cái lá sáu gậy giống như là bạn chuẩn bị thi đại học, bạn thi thử được điểm cao. Điều đó không đồng nghĩa với việc là bạn thi đại học cũng được điểm cao. Nhưng cái việc thi thử điểm cao nó là một cái khích lệ tinh thần dành cho bạn, nói với bạn rằng cách bạn học là đúng rồi, kiến thức của bạn khá là đủ rồi, và tâm lý của bạn khi đi thi thế là vững rồi, đúng không? Nhưng mà thực tế bạn đã được điểm thi đại học cao chưa? Chưa. Nhưng cái thi thử đấy nó vẫn đóng vai trò lớn cho tâm lý của bạn. Thì cái thi thử điểm cao chính là anh sáu gậy. Xong tháng 6 nhá. Tháng 6 chúng mình lại có 6 kiếm, tức là lại có sự buông bỏ, lại có sự rời đi. 6 kiếm với 8 ly giống nhau một chỗ là cùng buông bỏ, cùng buông xuôi, cùng rời đi. Thì mình nghĩ ở đây á, bạn ấy chỉ là tiếp tục thay đổi, tiếp tục từ bỏ một thứ gì đó trong cuộc sống mà không còn phục vụ cho bạn ý nữa thôi. Mình lấy ví dụ nhá, tất cả này đều là ví dụ này. Bạn ý bỏ người yêu 8 năm này, ví dụ nha. Đấy, xong rồi bạn lại bỏ công việc văn phòng lương cao này. Rồi ok, xong bắt đầu có được chút thành quả, thành tựu. Bây giờ bạn an tâm hơn, bạn từ bỏ, bạn buông bỏ một khía cạnh nữa. Ví dụ, khía cạnh này là bạn ý đang thế nào nhỉ, vẫn đang ở với gia đình đi, và bạn định là năm nay lấy chồng, lấy cái người này ấy thì sẽ ra ở chung với chồng, nhưng mà bây giờ chia tay rồi thì lại tiếp tục ở với bố mẹ, nhưng mà bố mẹ thì cằn nhằn nhiều quá, và tại sao mày lại bỏ việc, tại sao mày lại bỏ cái thằng đấy, là mệt quá. Thế là tháng 6 giả riêng luôn. Ok, thì cái việc ra ở riêng á, mới đầu cái lá sáu kiếm này là mình rời khỏi cái mặt nước gọi là sao, sóng gió, để đến với cái mặt nước phẳng lặng thì lẽ ra phải vui, nhưng người sáu kiếm vẫn buồn. Thế buồn ở đây là có thể là vì cái mặt nước sóng gió này mình đã ở với nó, mình đã có cái sự gắn bó với nó một thời gian, nên khi mà mình buông tay, mình buông nó, mình buồn chứ. Có ai vui khi mà bạn phải từ bỏ một món đồ hay là một thứ gì đó mà bạn gắn bó với nó lâu dài đâu. Thì ở với bố mẹ cũng vậy. Đấy, ở với cha mẹ cũng vậy. Bạn biết là buồn nhưng bạn vẫn lựa chọn rời đi. Có thể là trước thì chưa rời, nhưng mà bởi vì nếu mà bây giờ rời nốt, giả riêng nốt thì sợ là con tim không có chịu được. Nhưng mà chờ, bạn đã chờ đến khi là có chút tin vui về công việc, biết là kiểu chữa lành cho con tim rồi, công việc có chút tin vui rồi thì mới bắt đầu rời khỏi tiếp, mới bắt đầu ra khỏi vùng an toàn tiếp. Đấy. Thế bạn này là đi từ từ, ra khỏi vùng an toàn từ từ, chứ không phải một phát mà bạn làm hết tất cả mọi thứ. Ok, sang đến tháng 7 và tháng 8, hai tháng này đều mang năng lượng của xu, Queen Su và 8 Su. Đấy, thế nên là mình sẽ diễn giải hai cái tháng này chung, vì mình thấy là có thể diễn giải chung được với nhau. Tức là trong hai cái tháng này này, tháng 7 nhất mấy nhỉ? 7 và 8 đúng không? Thứ nhất, bạn ấy rất chăm chỉ kiếm tiền. Chăm không? Chăm lắm. 8 Su mà. Và công việc của bạn ấy, thứ nhất bạn phải làm một mình. Cũng không ngạc nhiên lắm, mới khởi nghiệp thì phải làm một mình. Và công việc của bạn ấy đòi hỏi sự tỉ mỉ cao.
chi tiết cao, có thể là bạn mở quán cà phê, bạn vừa là người điều hành, vừa là người pha chế, vừa đóng luôn vai shipper. Đấy. Tuy nhiên có tiền không? Có tiền. Đó, có tiền. Rồi. Đấy, tức là cái thành công của tháng 7, tháng 8 có vẻ là bắt đầu thấy được vật chất, bắt đầu thấy được gọi là sao nhỉ? Một cái kết quả sờ được, cầm được, nắm được, thấy được rồi đấy. Trong khi 6 gậy á không hẳn là một cái kết quả sờ được, cầm được, thắng được, à nắm được, thấy được, mà nó chỉ là một cái thành tựu nhỏ. Đấy, để mình biết là cái hướng đi mình đúng thôi. Nhưng mà đến tận tháng 7, tháng 8 thì mới có thành tựu vật chất. Ok. Thế thôi, thế là chúng mình bắt đầu thấy cái năng lượng của bạn ý đang từ thấp ở trong những tháng đầu năm bắt đầu lên cao dần cho đến tháng 7, tháng 8. Đúng không? Đấy, và mình nhìn qua vào 4 tháng cuối năm thì mình thấy nó còn lên cao nữa. Rồi. Thế, nhưng mà bài giảng ngày hôm nay thì dừng ở đây thôi. Bởi vì mình lại muốn các bạn làm bài tập về nhà. Lại làm bài tập về nhà, lại ngồi tự diễn giải theo từng tháng như mình vừa làm, có thể viết, có thể tự ghi âm, và sau đó đến buổi hôm sau chúng mình cùng đối chiếu xem là bạn làm diễn giải theo hướng đúng, có hợp với mình hay không, hay là bạn sáng tạo ra được một hướng nào khác theo riêng bạn, không sao cả nha. Rồi, thì đấy là bài giảng ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ, và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách ấn like, theo dõi cũng như bình luận giúp tăng tương tác cho kênh nhé. Bye bye.